Anh cho biết anh tên gì và địa chỉ ở đây là sao vậy? Tôi tên Diệp, đây là ở An Phú Thuận, Hòa Thuận, ấp Hòa Thuận, ấp Hòa Thuận có xã An Phú Thuận của Đồng Tháp, huyện nào? Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Anh cho biết cái nhãn này anh làm nhãn gì vậy? Đây là cái này là cây Thạch Kiệt. Rồi anh sử dụng phân gì vậy? Hôm rồi thì mình mới giải thí nghiệm thôi, giải mà phân con lười á. Như gốc này hôm gọi là giải chỉ có 1 kg chứ nhiều. Một gốc 1 kg ha. Gốc này giải có 1 kg Anh làm đây tổng cộng bao nhiêu gốc anh? Làm cái này được đâu, giải thí nghiệm này được có 6-7 gốc à. Nhưng mà trồng thì anh làm nhiều ha. Trồng thì nhiều. Còn anh rải rồi anh thấy năng suất trái của nó là sao anh? Năng suất trái nó thì ngon hơn phân quá. Năm ngoái thì trái nó không được đạt như vậy. Cái này nó ra trái mà trái nó bóng nó lớn hơn ha. Trái nó bóng lớn hơn. Anh mới thí điểm của mới thí điểm có đợt đó này. Trái đẹp ha. Trái nó bóng hơn, bự trái hơn. Hồi năm ngoái thì trái nó nhỏ hơn. Thế tại sao anh biết được cái phần này mà anh giải vậy? Thì cái này cũng tình cờ đi nhậu rồi quen anh em giới thiệu thôi. Ai giới thiệu cho anh vậy? Cũng có thằng bạn ở dưới mà Long Hồ á. Anh tên gì nè? Mà anh Triển á. Triển hả? Triển. Anh giới thiệu. Đang lấy gì anh bón cho nhãn đây ha. Nếu đạt rồi anh thu hoạch đợt này rồi anh có lấy sử dụng hết vườn cho mình không? Chắc đợt tới này chắc sử dụng hết vườn à. Nhãn đẹp quá. Đây này Dung Bảy, dạ vàng này Dung Bảy. Lấy coi dạ vàng này nè. Là nguyên vườn hết ha. Không, có mấy cây Thạch Kiệt này không à. Thôi, vậy cũng cảm ơn anh nha. Hỏi thăm anh bón phần mà thấy kết quả tốt được thì cũng mừng cho anh. Thôi vậy cảm ơn anh ha.